Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con lễ kính thưa Thầy. Kính thưa toàn thể cô bác, anh chị em, đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Quý Mão 2023. Thì hết tháng 9 là tới tháng mấy quý vị? Tới tháng 10. Thì cứ hết tháng Giêng tới tháng 2, tới tháng 2 tới tháng 3, tới tháng 3 tới tháng 4. Như vậy thì 12 tháng cứ lưng phiên nhau hoài hoài, có gì đâu phân hóa tháng kia. Tức là có gì đâu phải tính, phải chú ý tháng nào chi vậy, phải không? Nhưng mà lần này đó, cái tháng 10 này nó không phải như những cái tháng 10 lần trước, mà cái tháng 10 nó đã ăn vào, trúng vào gì các bác? Lời tiên tri của Đức Thầy, phải không? Đó là một cái tháng mà mọi người nếu có tin tưởng và suy nghĩ thì rất rất chú tâm về cái tháng 10 này. Mà gần như những cái anh em đồng đạo đó cô bác, mà có nghiên cứu đó, thì lại càng tin tưởng vào cái tháng 10 này nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái tháng 10 này nó, cái tháng 10 nó là cái tháng gì bác? Là cái tháng Hợi. Mà nó ăn với cái con nào của ác biết không? Tháng Hợi là lỵ tuôn dần về. Mà cô bác mình thấy mới có tháng 8 giờ bước qua tháng 9 là đã sao được quá. Đã bùng nổ rồi, phải không? Đã bùng nổ rồi, tức là khu vực Trung Đông, tức là Israel và Palestine, Hamas. Như vậy thì chỉ trong 20 phút, cái ngày đầu tiên nước quá, là ngày 7 đây tháng 10 dương lịch đó, là quân đội của Hamas đó là nó bấm, nó, tức là nó tấn công Israel một rơ một đó, là có biết nhiều quả không? Biết bao nhiêu quả đó kết không quá? 5.000 quả. 5.000 quả chỉ trong 20 phút. Thì cô bác mình nghĩ thử coi cái sự khủng khiếp nó như thế nào. Rồi từ hôm 7 tây cho tới hôm nay đó, thì mới 7-8 ngày à cô bác, mà con số thương vong ở Palestine nó lên tới 1.000 mấy 2.000 rồi. Tức là sự trả đũa của Israel một cách khủng khiếp. Rồi cô bác mình suy nghĩ coi, nếu Israel với Palestine Hamas đó là cái chuyện tầm thường thôi, nhưng mà nếu cái cuộc chiến này chết nhiều quá, thương vong nhiều quá, thiệt hại nhiều quá, thì cô bác mình suy nghĩ coi, nếu mà binh không có bác, nước này binh nước kia, nước kia binh nước nọ không, nếu mà binh một cái nữa đó, tức là nhào vô nữa đó, thì sao quá, thì khóc lóc nữa. Mà cô bác với cái khu vực Trung Đông Hamas với Palestine đó là cái khu vực của thánh đường Hồi giáo đó. Thành ra cái này nó chiến đấu với nhau bằng một cái tinh thần thánh chiến, chứ không phải là một cái tinh thần bình thường của bác. Mà nào thánh chiến vô cùng khủng khiếp, quá nhớ nha. Rồi đảng tranh đó mới chấn động đất trời. Thì cái lần này đó là cái lần có lẽ, tôi nói có lẽ thôi nha, chứ tôi không phải là tiên tri thiên cơ, cũng không phải là tôi là nói thời cuộc gì nha các bác. Nhưng mình thấy sao nói vậy, và mình nhắc lại cái lời tiên tri của Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy nói sao? Ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Mà Đức Thầy mách mình cái câu nào của bác anh em? Nhiều câu lắm. Nếu mình lấy hết á thì đâu thể nói hoài được, phải không? Nhưng mà mình lấy một câu, một đoạn của Đức Thầy thôi. Hôm nay tôi xin lấy cái câu là Đức Thầy mách cho mình biết đó. Lúc này thế giới bi ai rồi, nó bi ai lắm rồi. Bi ai là sầu khổ, là khóc than hết rồi các bác anh chị em, là buồn tủi hết rồi.
cô bác mình thử nghĩ coi, nếu mà cái đất nước của mình mà bị chiến tranh, trong cái gia đình mình mà bị xào xáo đánh lộn, trong cái xã hội, trong cái xứ sở của mình, trong cái địa phương của mình mà đâm chém hoài đi, cô bác mình thấy sao? Khổ không bác? Khổ lắm. Mà bây giờ cô bác mình nhìn thấy cái cuộc chiến tranh này đó thì nó vô cùng khủng khiếp. Tôi coi mà tôi cứ tưởng tượng như là nó là trong phim giả tưởng thôi cô bác. Thật sự mà nói, nếu mình là mình mở mạng hay là mình mở tivi mà mình coi, nó giống như là một cái phim giả tưởng vậy đó cô bác. Tức là nó bắn cái gì mà cô bác mình thấy là không có ngừng nghỉ, mà đạn nó bay đó là nếu ban đêm đó thì giật y như là pháo bông, còn ban ngày là y như là một cái lưới dệt vậy đó. Thì cô bác mình độ coi bây giờ cái đất nước đó nó sẽ sống như thế nào, làm ăn ra sao, học hành đi đâu, tới đâu, hết rồi đó. Nhưng mà cô bác mình nên nhớ nha, cái này nó chưa phải là giúp được, nhưng mà sự tiên tri của Đức Thầy cho biết đó là khởi sự của Đệ Tam Thế Chiến là ở đâu? Ở Trung Đông, khởi sự thôi, nhưng mà sau đó nó sẽ tạm lắng dịu. Mà tôi không biết cái cuộc chiến tranh này rồi hòa đàm như thế nào, tức là đàm phán như thế nào và can thiệp ra sao để cho nó ngừng lại được một thời gian. Tức là lời tiên tri của Đức Thầy là nó sẽ tạm ngừng một lúc, một thời gian, mà mình không có biết thời gian đó là bao lâu, thì nó sẽ xây qua châu Á. À, nó sẽ xây qua châu Á cho cô bác anh chị em, chứ không phải là nó ngừng. Bị gì Đức Thầy cho biết là người đời nay như ngựa buông cương rồi, khó dừng lại gió cu lục bục, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không, mà Liên Hiệp Quốc thì có hiến chương, có quy định, có là của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà cô bác mình suy nghĩ coi, trong nhà nếu mà cái quy định ở trong nhà hoặc là cái gia pháp ở trong nhà mà nói không ai nghe, ai cũng vi phạm cái gia pháp hết trơn, thì cái nhà đó là sao bác? Gia đình nó tan nát, phải không? Rồi bây giờ trong một cái quốc gia, luật pháp là kỷ cương, là diền mối, là cái nền tảng, là cái chế tài để ngăn ngừa và hướng dẫn con người đi đúng theo cái quy trình của nó. Để chi vậy? Để cho đất nước được yên bình, để cho dân chúng được an cư lạc nghiệp, được sống trong hạnh phúc ấm êm. Nhưng mà nếu trong cái đất nước đó, trong cái quốc gia đó mà cái luật pháp họ xem thường, họ không tuân thủ, thì cái đất nước đó sớm muộn, cái quốc gia đó trước sau cũng sẽ loạn thôi. Bởi tôi coi phim Bao Công đó bác, ông Bao Công không ngán cái gì hết trơn các bác, nhưng mà ông chỉ tuân thủ luật pháp thôi, dứt khoát luật pháp là phải không được vi phạm. Dù cho ông đó ai, ông đó là ông vua, cũng phải tuân thủ luật pháp. Bởi vì ông nói nếu là luật pháp mà không tôn trọng, không có tuân thủ đó, thì kể như là cái đất nước này nó sẽ đổ. Ông Quan Tông nói vậy đó bác, ông Bao Công, thấy không? Còn bây giờ nếu nói về thế giới thì nó có Liên Hợp Quốc, mà trong Liên Hợp Quốc đó thì nó có 5 nước Hội đồng Bảo an, tức là 5 nước nó có quyền quyết định đó cô bác. Nhưng mà cô bác suy nghĩ cái 5 nước đó bây giờ nó có hòa thuận không cô bác? Nó có làm gương mẫu đầu tiên không cô bác? Rồi nó có đi dạy dỗ can thiệp nước nào không cô bác? Hay là bây giờ chính nó đã vi phạm, chính những cái nước lớn đó đã kình chóc lẫn nhau, xúi dục lẫn nhau, rồi vì vấn đề mâu thuẫn rồi xảy ra những cuộc chiến tranh. Mà thật sự vô pháp, trong cái cuộc chiến tranh trong cái cuộc chiến tranh này đó, tôi suy nghĩ cô bác anh chị em, một cái cuộc chiến tranh lãng xẹt, thì là lãng xẹt đó cô bác. Hỏi sao vậy? Tự nhiên cái gì, cái quyền lợi của quốc gia mình, vì cái danh dự của cá nhân mình, của cái tổ chức mình, của cái nói đất nước thì nó cũng không hẳn. Hỏi sao vậy? Bởi vì trong cái đất nước đó tôi bảo đảm không ai muốn chiến tranh đó, sống trên cõi đời này không ai muốn chiến tranh đó, nhưng mà cũng có một số người muốn chiến tranh. Nhưng mà cái chuyện đó hiếm lắm, quá hiếm lắm, phải không?
Mà bây giờ lại để xảy ra một cuộc cái chiến tranh như thế này thì tôi thấy nó vô cùng phi lý. Tự nhiên cái bắt đầu là Nga đánh Ukraine để làm gì có bác anh chứ? Để được cái gì? Chưa được cái gì hết thì đã muốn hết tiền, hết bạc, rồi đó là muốn chết, muốn chóc tùm lum. Rồi bây giờ ba cái vũ khí đó bắt đầu nó là lan rộng trong cái thế giới này hết. Rồi cuối cùng nó làm sao? Nó làm cho biến đổi khí hậu hết trơn luôn. Rồi bắt đầu là thất mùa không? Rồi dịch bệnh, rồi đủ thứ cái chuyện tệ nạn nó xảy ra hết. Thì cô bác mà thấy bây giờ rõ ràng rồi, kinh tế đã bắt đầu xuống dốc hết trơn rồi, phải không? Rồi bây giờ là ở Ukraine và Nga chưa có gì hết thì kinh tế đã muốn lụn bại rồi, rồi bây giờ nổ thêm ở Trung Đông nữa. Thì cô bác mình thấy thì sao? Nó đúng với cái câu nào cô bác? Lăng xăng giặt dậy, đánh nhau tầm bậy, tầm bậy đánh nhau. Đánh tầm bậy không à cô bác? Mình suy nghĩ kỹ coi có cái gì tránh nghĩa không? Tự nhiên người ta sống êm xuôi thì thôi đi à, cũng là thì trong cuộc đời, trong cái gia đình thì cũng có cự cãi qua lợi rồi, thì cũng gia đình. Thì trong thế giới cũng vậy, trong đất nước này, đất nước kia, dân tộc này, dân tộc kia, tổng thân gia, đảng phái này, đảng phái kia cũng có cự cãi, thì cự cãi đâu cũng thôi, nước nào ở đâu, ai nấy lo nấy chứ. Nhưng mà bây giờ cô bác mình thấy bắt đầu đánh nhau tầm bậy. Mà với cái vũ khí hiện nay, những cái ông nước lớn đó mà ổng không biết sao? Mình là dân phèn, mình còn biết mà cô bác. Nếu mà chẳng may nó nổ ra đó, thì ai là người chiến thắng cô bác anh em? Không có người nào chiến thắng được. Nó lãng vô cùng lãng rồi đó cô bác anh em. Mà bộ anh có rồi tôi không có sao? Anh hâm bỏ nước người ta, anh hâm dội nguyên tử người ta, bộ người ta ngồi im để cho anh dội sao? Ta không dội lên anh sao? Rồi mà anh nào nó dội rồi cô bác mình suy nghĩ coi là cái cuộc đời này nó như thế nào? Cái xã hội này ra sao? Thế giới này nó còn ai? Không còn ai cho cô bác anh em mà. Không, như vậy thì hôm nay chúng ta phải nhớ là ráng nghe kỹ lời ta mách trước là thầy mách mình cái gì. Thầy mách cho mình biết đó là thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, giặc giả, thất mùa, đói kém và đặc biệt đó là chết. Phải không? Và thầy mách cho mình gì nữa? Thầy mách cho mình là cái con đường thoát khỏi những cái nạn đó. À, cái điều này mới quan trọng nha cô bác. Chứ còn thế giới cô bác mình suy nghĩ ra nói cho đã vậy thôi, chứ bây giờ nguyên tử nổ một thằng nào cũng chết, ông nào cũng chết, bà nào cũng chết chứ. À, ra thế giới nói giết rồi 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 sao quá cùng đường. Thế giới hiện giờ đâu có còn biết cái gì nữa. Nếu mà chẳng may vũ khí hạt nhân mà nổ thì nội cái vũ khí hạt nhân của Mỹ thôi cô bác anh chị em, là chỉ trong nửa giờ đồng hồ, gọi là nửa tiếng 30 phút đó cô bác, là thế giới này thành tro bụi hết. Mỹ dám khẳng định. Rồi Mỹ có, rồi Pháp có, rồi Đức có, rồi Anh có, rồi Triều Tiên có, rồi là Trung Quốc có, rồi Ấn Độ có, rồi Pakistan có, dân dân Israel đồ có hết trơn. Rồi cô bác mà suy nghĩ coi nó đồng loạt mà nó nổ hết trơn rồi sao cô bác anh chị? Phải không? Như vậy thì cô bác mình suy nghĩ coi Đức Thầy mách mình cái gì? Thì Đức Thầy mách nhiều lắm nha, nhưng mà đây tôi chỉ soạn ra cái phần nào tôi nói là cái phần đó tôi hiểu thôi, tôi biết thôi. Còn nhiều cái phần khác không biết thì những lần sau hoặc những bà con anh em đồng đạo khác nói nữa. Hỏi cô bác anh chị, bây giờ trước tiên Đức Thầy mách trước cái gì? Mách trước về cái cuộc chiến tranh đệ nhị thế chiến nó sẽ xảy ra vào đầu năm, vào cái năm 39 và nó kết thúc năm 1945, đúng ý không cô bác? Đúng ý hết trơn rồi. Mèo kêu bá tách lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hại, nhiều bề gian lao khỉ kia cũng bị sáo xào canh khuya gà gáy, máu đào mới ngưng, đúng không? Đúng rồi, phải không? Rồi thì đài báo là vấn đề là biến đổi khí hậu, tức là trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Thì hôm nay khoa học nó chứng minh đó là gì quá, là biến đổi khí hậu, đúng không? Hai cái đó đúng rồi phải không? Rồi thì ngặt nổi đói đau không thuốc, thì cái này nó đã đến cái phần đau không thuốc rồi, đó là dịch bệnh. Cái dịch bệnh đó là corona vừa qua đó, thì cô bác mình thấy là chỉ mới có con corona thôi là không có thuốc trị rồi. Tới bây giờ nó vẫn còn âm ỉ, vẫn còn ở nước này nước kia, nó vẫn còn hoành hành, chứ đâu phải là nó dứt đâu. Nhưng mà tại vì cuối cùng đuối quá rồi thôi, giờ sống chung với dịch luôn, sống chung với nó luôn. Cũng giống như Việt Nam mình hồi trước đó thì sống chung với lũ miền Tây mình á,
sống chung với lũ bị năm nào cũng 6 tháng nước, 6 tháng khô. Thì thôi bây giờ trị nó không được rồi, thôi giờ sống chung với nó luôn. Rồi bây giờ anh Trung Quốc đó, anh làm ơn giùm mình, anh trị giùm. Anh trị giùm là anh đắp đập nhóc ở trên hết trơn đó cô bác anh chị, em đắp đập từ Tây Tạng, từ đó là Lào rồi dài xuống anh đắp láng hết trơn. Anh các nước vòng vòng ở trên thượng nguồn Mê Công đắp hết mấy chục cái đập rồi. Thì giờ không lo sợ nước mà lo gì bác, không lo nạn nước, lo nạn gì? Lo nạn là ô nhiễm, lo nạn là kiệt quệ cắt cát, rồi phù sa không có thì lúa thấp thấp, thấy không? Như vậy thì ở đây muốn nói rằng thầy còn tiên tri thêm cái chỗ là mùa màng thất, đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân nước ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo, gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc, bị ngoại quốc bán hàng quá gắt nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Thấy chưa? Như vậy thì những cái lời tiên tri đó nó có đúng nữa không cô bác anh chị em? Nó phải đúng chứ, phải không? Nhưng mà cái điều đức thầy báo cho biết đói, đói, đói ba lần đói, như vậy mình tránh khỏi cái nạn đói đó không? Thầy cũng mách trước nữa đó. Cô bác suy nghĩ coi, những cái lời đó là những cái lời thầy mách trước không hả? Rồi có người ta nói gì cô bác? Ta nói tu không lo tu, lo thiên cơ thời cổ, thấy không? Lo tiên tri không hả? Cái này không phải, không phải là lo tiên tri mà cũng phải thiên cơ thời cổ. Tại vì cái thời kỳ trước á, căn tánh của chúng sanh á, nó sáng suốt lắm, nó thông minh lắm, nên nói nó hiểu liền à. Đức Phật thuyết pháp lên là đắc đạo liền à, cô bác nghe cái đắc đạo liền à. Còn cái thời kỳ này là cái thời kỳ căn mỏng nghiệp dày, chúng sanh mê, chúng sanh mê nên mới đem pháp thuyết. Mà nếu pháp nói pháp không đó mà không có báo những cái tai nạn sắp tới, nó không sợ. Bác suy nghĩ coi, có nhiều người tu mà nói câu này nha, tu không lo tu, lo thiên cơ thời cổ không à. Thì cái người mà không chịu thiên cơ đó, phải họ tu ngon, tu cũng xá họ đó cô bác. Họ nói vậy để chi vậy? Để họ cất nhà lầu, họ mua thêm vài trăm con ruộng, họ tính chuyện ngàn năm, khổ vậy đó cô bác anh chị em. Chứ phải họ nói đừng nói thiên cơ, tu lo tu đi, thì đúng rồi đó, tu lo tu tôi chịu rồi. Nhưng mà tại sao họ không chịu nói thiên cơ? Vì họ nói thiên cơ rồi bao nhiêu cái của cải gia tài, bao nhiêu cái tính toán của người ta đó, nó bị trùng bước sao? Phải không? Nên cái người đó đâu phải người tu tinh tấn đâu. Còn cái người mà nói thiên cơ mà không hối quá rốt cuộc rồi như cá mắc câu cũng không được luôn. Hỏi sao vậy, nói thiên cơ mà ai bán rẻ là mua chết không? Giờ bao nhiêu cái của cải thế gian này cũng gom gì hết cho mình thì chết rồi. Bác cô bác anh em cũng đâu được gì đâu. Như vậy cái thiên cơ ở đây đó là giống như cái liều thuốc dẫn của bác anh em à. Cái thuốc tây nó chế đó, nó chế ra cái thuốc tây đó, mà nếu nó không có cái nọc rắn ở trong đó, bác, nọc rắn là độc, cái thứ độc, hay không? Mà cái nọc rắn đó là nó dẫn thuốc đi. Thật ra cô bác mình thấy cái biểu tượng của tiệm thuốc tây đó là nó có cái con rắn mà quấn trong cái ly đó. Đó là cái nọc rắn, là nó có một phần nhỏ ở trong cái vấn đề sản xuất ra thuốc, để khi mà tiêm vào đó nó dẫn đi, chứ nếu không tiêm nó ở lại đó cô bác anh chị em, nó không chịu chạy. Thì thiên cơ ở đây cũng vậy, nhắc nhở, mà nhắc nhở đây không phải là hù. Thiên cơ ai dám nói thừa, ai dám nói thừa? Không dám nói thừa, không dám nói thừa, không có dám nói dư. Thiên cơ là không dư không thiếu, ngay chân vậy đó mới được cô bác anh chị em, đến đúng giờ đúng ngày đúng tháng đúng khắc, thấy không? Là nó mới là bắt đầu sao, nó mới tới. Cô bác mình có coi trong chuyện Phong Thần không? Trong chuyện Phong Thần cô bác mình nhớ cái lúc mà ông Châu Văn Dương mà ông bói một cái quẻ cho vua trụ đó, là ngày mai đúng giờ ngọ đó là cái nhà Thái miếu cháy. Thì ở đây mình không nói giờ ngọ mà mình nói đúng 12 giờ được quá. Đúng 12 giờ trưa mơi, nhà Thái miếu cháy. Thì ông vua trụ ông nói đúng như vậy thì ta thả, ta tha, còn nếu không đúng như vậy thì chặt đầu, chịu không? Chịu, làm giấy cam kết. Như vậy thì ông vua trụ ông mới ra lệnh cho quân lính đó là phải dời hết tất cả những cái gì ở trong cái tòa Thái miếu đó mà cháy được đó, là đều phải đem ra hết.
tức là đề phòng canh giữ nghiêm ngặt 24/24, không có lơ giờ phút giây nào hết, không có được lên. Thì cô bác ơi, tới 11:50 rồi mà im re hả quá, im re à, không có hết trơn. Tới 11:55 thì du hồn với chồng nó mới nói thôi, nhà ngươi á phải chịu chết đi, không phải chịu dâng cái đầu đi. Thì ông Châu Văn Dương ổng cũng im re, ổng đâu có quan tâm tới, bị ổng chắc ăn luôn mà. Thì cô bác ơi, 11:50, 55, 57, 58, 59, ba cây kim trong một, tức là 12 giờ. Thì từ ở trên không trung đó có một cái đốm lửa, có một cục lửa đó quá, nó rơi ngay xuống nhà Thái Miếu. Thì khi nó rơi xuống rồi đó thì cháy không còn manh giáp, cháy không còn miếng nào đó. Bác thấy không? Tức là thiên cơ là giống vậy đó, tức là nó phải đúng, phải y, phải ngay, phải đủ nó mới tới. Thành ra đôi khi hồi nào giờ Phật giáo Hòa Hảo hay là các tôn giáo mà có nói về cái thời kỳ, thời cuộc đó, thời cơ đó, thiên cơ đó, thì người ta nói nó lầm không, nó dốc không, nó láo, làm gì có. Mà thật sự vậy, Đức Thầy biết trước, Đức Thầy nói sao quá, bây giờ chưa thấy nói thì không có tin, phải không? Tức là cái lúc đó đó không có thấy thiệt thì nói không có tin. Tới 2020 đi, tôi nói ví dụ 2020 đó, thì bắt đầu mới thấy, tức là đầu năm 2020 là bắt đầu đã thấy lộ cơ trời báo ứng chưa? Thấy lộ không có bác anh em? Thấy lộ đó, thầy không mất trước đâu mà. Như vậy thì bắt đầu từ năm 2020 đó, thì cái gì xảy ra đầu tiên của bác? Là dịch bệnh, phải không? Dịch định bệnh nó kéo là từ 20, 21 rồi 22, vẫn còn cái âm gian của nó đó. Thì cô bác mình suy nghĩ coi, như vậy thì lúc đó là đã bắt đầu lộ rồi. Rồi tới 24/2/2022 thì chiến tranh Ukraine và Nga bùng phát cái nữa, lộ rồi. Rồi bây giờ cô bác mình thấy trên đài, trên truyền hình, trên báo chí, trên mạng, trên YouTube, ở trên đó là điện thoại đó, cô bác mình mở ra cái coi hết, thiếu điều cũng không muốn mở được bác. Hỏi sao vậy, quá thảm sầu. Lớp cháy rụi cả một cái bang, cả một cái thành phố, cả một cái khu rừng. Rồi lớp thì lục hơi tràn lan, dớp lớp thì giông gió cứ bằng khủng khiếp. Ở Việt Nam mình thôi, không đâu xa cô bác, ở núi Cấp mới đầu lục dưới chân, mới đây lục luôn cả ở cái chỗ mà khu vực đó là chùa Phật lớn không có bác anh chứ, lục luôn, nước chảy ầm 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 đó. Mà hồi xưa giờ thì cái câu mà lên núi đặt lờ mình thấy nó hơi kỳ, nói câu sao nói ngược, có lên núi đặt lờ làm gì có. Nhưng mà giờ thì cô bác năm nay lạ, lục toàn ở đâu, trên mây, trên núi không, trên đó là vùng cao không à, Lâm Đồng, Đà Lạt, Lê Cư, Công Tâm, Gia Lai, mấy cái vùng đó là toàn là ở đâu quá, ở trên mây không hả? À? Cái trên mây không đó quá mà nó lốt, nó lạ đời đó các bác, mà mưa không có bao nhiêu lớp, mà nước mênh mông, nước tràn lan, nước cơ bằng khủng khiếp. À, thì cô bác mình thấy cái, những cái chuyện đó cô bác mình thấy sao? Phải không? Thật ra vì vậy nên chúng ta phải biết rằng những cái điều mà Đức Thầy tiên đi và báo trước, thinh thinh thưa với cô bác, lời nào của Phật nói ra thì là chắc chắn như là sắt đinh vậy đó. Xưa kia Thầy dạy muôn lời, lời nào không có đó là khi trời cũng ưng. Còn Đức Thầy viết trong cái bài Nhẫn Đợi Thời Cơ, sao cô bác mình nhớ cái câu nào? Nếu chẳng thì ra lại trách Thầy, tức là nếu không có y như lời Thầy mắc trước, Thầy báo trước đó, thì cứ việc trách Thầy, đừng có tin Thầy nữa, trách Thầy đâu sao tính được. Không cô bác anh chị, thấy không? Nhưng mà cô bác mình thấy coi coi, từ đó tới giờ mình để ý coi có cái gì là sai không. Như vậy thì hôm nay đã thấy lỗ hết trơn rồi mà mình còn không hoài đầu hướng thiện nữa thì sao cô bác anh chị? Thì mình phải tiêu không, phải không?
Cái cơ hội này là cái cơ hội rất là may mắn. Khổ ách này đảm thức tỉnh trần, gần thiên định tuần đời sắp hạ, tức là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, năm ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Tức là hiện nay trên thế giới nó bị thôi, Việt Nam mình cũng bị, nhưng mà nhỏ nhỏ thiên tai rồi thôi, so với thế giới thì nó không có nhầm gì trên cô bác anh chị, phải không? Như vậy thì hôm nay khổ anh này đặng thức tỉnh trần rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Mà nếu cô bác anh chị em mình ai mà không thức tỉnh hoài đầu cải tà quy trách, để mong thiên định ân sáu bất độ căn kiếp đến long qua chầu Phật trước biết rõ lượng đời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu kiến diện bậc chứng sư, tu hành mong đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Thì cô bác mình tới đây mà mình không tu mình uổng không cô bác? Uổng lắm à, uổng dữ lắm. Tại vì mình không có cái cảm giác đó, chứ mình có cái cảm giác này đi cô bác mình sẽ thấy gì. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ai mà từng nuôi giải phóng, ai mà từng đào hầm giấu kín, ai từng tiếp tế, từng nó là ủng hộ và mượn từ mừng thế nào của bác, mừng dữ lắm. Còn ai đã từng tham gia chế độ cũ mà ác ôn, không à, hại dân hại nước, hối lộ tham nhũng, không cá nhân làm cho đau khổ, rồi tới 30/4 thì mặt mày sao của bác, mặt mày xanh giờ không biết rồi sao đây, hay không? Nhưng mà cái đó nó còn nhẹ, bây giờ còn hưởng được chính sách khoan hồng ngày kia kia nọ phải không? Còn xin thưa với cô bác, cái lần này là cái lần trời đất xử phân, chứ không phải là loài người nữa. Mà trời đất đã gọi lại gì cô bác? Khoan hồng, đã ân huệ, đã cho một cái thời gian dài lắm rồi cô bác anh chị em mang. Đó là cái thời gian mà ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý rồi, phải không? Cái ngày tiêu diệt là lúc đó là năm 1336 lắm, đáng lẽ là thầy xử tiêu cho rồi, Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi, nhưng mà Minh Vương khó đứng không ngồi, thương bách tính nên Phật mới sinh, nên Ngọc Hoàng ở nên Minh Vương mới sinh, sinh với Phật, sinh với Ngọc Hoàng để chi các bác? Để mà dạy dỗ chúng sanh lần này nữa coi nó nghe không, phải không? Thì như vậy có phải là cái thời gian khoan hồng, cái thời gian ân huệ, cái thời gian đó là cho mình thức tỉnh hoài đầu cải tà quy trách, rồi bây giờ lại những cái thiên tai địa ách, những cái điểm mách trước của Đức Thầy nó đã hiện ra hết rồi, những cái điều Đức Thầy đã báo thì 10 điều mà nó có hết 5 điều tin không quá, 5 điều là đủ tin rồi đó, 50 50. Còn này nó có tới 6 điều, 7 điều, 8 điều à. Giờ không lẽ mình không tin cô bác anh chị em, mà không tin thì tới chừng mà thầy về thiệt, hoặc tới mình chưa nói tới thầy về, mình tới chiến tranh giặc giả tới đây thiệt, rồi mùa màng thất đói đau không thuốc thiệt, rồi đó là loạn lạc thiệt, rồi chết chóc tùm lum hết trơn, rồi quỷ khóc ma rên đủ thứ hết trơn, rồi lúc đó mình làm sao cô bác anh chị em, ai cứu mình cô bác anh chị em? Vì vậy nên chúng ta phải nghe cái lời Đức Thầy nói chi cho bằng, ta sớm lo toan gìn giới lực, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hưởng hợp, chừng quả đến đè cho khó tránh. Chừng mà cái quả nó đến như bên Israel, bên Libya, bên Hy Lạp, rồi là bên Trung Quốc, rồi là bên Nga, Ukraine, rồi là Israel với Hamas, Palestine thế rồi. Tới cái đó rồi mình làm sao quá các chị? Tới cái vụ đó rồi mình làm sao? Một ngày mà nó bắn 60.000 quả, đó là ở thằng Nga với Ukraine. Nó bắn vậy đó cô bác anh chị em, chứ đâu phải nó bắn vừa đâu. Mà cô bác mình thử tưởng tượng đi, coi coi tới đây cái bầu khí quyển của mình đó, khí hậu của mình nó sẽ ra sao. Khi nó bắn một trái đó thì bên đây nó nhấn nút cái đi, nó bóp cò cái đi. Thì khi nó giọt cái trái đạn nó lên thì ở đây còn lại một vùng khói, phải không? Một đám khói. Thì qua bển nó rơi xuống nó nổ một cái hì nữa, thì ở bển cụm khói nữa. Mà cứ bên này cụm khói, bên kia cụm khói, tức là bắn một cái thì hai cụm khói, mà bắn hai cái thì bốn, mà bắn 1000 cái thì sao?